Ê, anh Ngọc, ngươi biết là gì? Hồi hộp quá đấy. Đợt này mà bốc bể bảy qua sao bây giờ chết rồi. Rồi coi vào bóng tôm em chịu ơi. Thôi xong rồi. Nào bỏ ra cho mọi người xem nào. Ngươi mì trộn bóng tôm ơi. Ôi, nước chấm Việt Nam. Ôi, mình muốn cho bác mày không được. Đây là nước chấm Việt Nam. Mà giòn nề, ôi giời ơi. Hai người này ăn ngon, còn đường ếch ở giữa là hơi bị đen tí mọi người ạ. Vậy rồi, Ngọc. Kinh. Cha là mẹ. Để anh ăn xong ạ. Em mà không ăn xong tí lần này vẫn còn được. Cứ đọc lại với anh khác à. Gắt hết vào. Ui ôi, mồm nó phồng to này. Ôi trời, dâu ria gớm nhỉ. Kinh, bốc mùi lên. Ôi, 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 mày làm gì vậy anh? Ôi, nó nổ ra là thua ấy. Ôi, luôn rồi, ai thua rồi. Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của mình mọi người nhá. Chào tất cả mọi người nhá. Chào tất cả anh em nhá. Ê, mọi người ạ, trong tay mình hiện tại đây là đang là 2,4,6,800.000 Việt Nam đồng. 4 tờ 200.000. Hôm nay mình sẽ có một cái thử thách cho anh em. Ai là người ăn gọi là cuối cùng mì tôm trộn là sẽ được 800.000 này nhá mọi người nhá. Chỉ có một giải nhất thôi, chứ không có giải nhì, giải ba, giải bét. Đây, thì cái đồ trộn của mình đây mọi người ạ. Thứ nhất là mắm tôm này, rất chi là khắm rồi là. Anh em thử xem mắm tôm như thế nào. Mắm tôm này quá là khắm luôn anh em ạ. Quá khắm luôn. Cái này ăn sao được? Bốc mùi này em ạ. Bốc mùi à? Anh em sao mày chơi bọn anh gắt. Đây cái này này. Đây. Cái này. Và đây mọi người ạ. Đây gọi là bên tiếng Nhật Bản là Tokura. À có lộn. Wasabi. Tokura. Giờ lắm đi rồi. Thằng này chứ không nguy hiểm này. Nhìn cái mắt nó là biết rồi chứ nào rồi. Là một hạt cực kỳ là cay. Đây là hạt tiêu bắc. Ơi, tiểu bắc. Đây là mayonnaise ăn dễ này, tương ớt này, và đây là nước chấm mè rang. Và đây là chinsu mọi người ạ. Chinsu ăn được em ạ. Còn đây là cái mì tôm để anh em mình trộn nhá. Và cái này là anh ấy, là mình coi như là sẽ điểm thêm tại đây là cái gia vị của mì tôm này mọi người ạ. Đấy. Và không thể thiếu nữa, đó là vòng bốc thăm. Đấy, bốc thăm may mắn. Thì không biết là giờ thì ai sẽ là người đầu tiên. Anh Ngọc thích ăn cái gì? Ừ, để anh xem nào, anh ăn chinsu đi. Chinsu, anh ăn khô đây. Thằng ếch thì ăn gì? Em ăn tương ớt đi. Mày cũng ăn khốn đấy. Anh mèo ăn cái gì? Anh à? Tiêu bắc kìa. À được. Anh mèo em bị tiêu bắc ấy. Rồi được rồi. Thôi. Chưa luôn. Thế là. Đây anh Ngọc. Ngươi biết là gì? Hồi hộp quá đấy. Đợt này mà bốc bể bảy qua sao bây giờ chết rồi. Rồi coi vào bóng tôm em chịu ơi. Thôi xong rồi. Nào bỏ ra cho mọi người xem nào. Mì trộn mắm tôm ơi. Ôi nước chấm Việt Nam. Ôi mình muốn cho bác mày không được. Đây là nước chấm Việt Nam. Mà giòn nề. Ôi giời ơi. Hai người này ăn ngon, còn đường ếch ở giữa là hơi bị đen tí mọi người ạ. Đây của ếch. Ếch thường bị đầu tiên đi. Ếch đổ đi. Mày đổ đi. Anh đổ Việt Nam. Và của Ngọc là ngon nhất thì mọi người này. Ui, kinh ấy. Cái gì? Đập ruột. Cái mùi thối thế. Được 800.000 đi em ạ. Bóng tôm thối lắm. Đi em xịt cho ạ. Ê, mày bó ra rồi. Rồi. Bó ra này, anh xịt cho nào. Ui dồi. Đây, mè rang mọi người nhá. Ui dồi. Đây mắm tôm. Lấy cái đũa chứ nó ra hết rồi. Mèo, anh cho mình đổi một tí. Rồi. Ngon. Vậy chịu luôn. Ô mày mắm tôm mày không bỏ vào hâm lên à? Không, trộn đi mọi người, trộn đều đi. Mắm mày không hâm lên à? Mắm này là anh em mình chế ăn mắm sống luôn mọi người ạ. Sống kinh đi. Ui ôi. Có vắt chanh không? Ui ôi. Ui ôi. Đấy, cho tí chanh được, cốt cho tí kia nước vào cho để điểm vào. Ngon ơi. Đúng ngon. Ai. Ui. Chấm như này cho nó tuyệt vời. Cú chấm không? Quá. Mày cho anh rỉa vào tí thôi. Ui mẹ thằng này mày mắm tôm mày còn ăn cả này à? Đây, hết mùi mắm tôm rồi, mất vị ngon rồi. Mất vị ngon của mắm tôm. Thế này, đổi. Đổi à? Nào chơi đi. Ê, bốc vào rồi chịu thì luôn. Nào mọi người ăn đi. Ui. Bánh nó chưa được ăn đâu, mẹ nó thèm đấy. Cái đó Ngọc. Kinh. Mắm tôm. Ô, cha là mẹ. Tím nhìn đẹp chưa? Từ bé tới giờ chưa. Tím đẹp. Thôi ăn đi nào mọi người ăn đi. Anh chưa ăn nữa. Anh có gọi thì treo rồi. Cảm giác của anh Ngọc như thế nào?
Ngon. Ngon. Ngon ngọt. Ngọt từ xương. Anh như nào? Anh. Anh. Chịu thua. Chịu thua sao được? Mới chơi đã chịu thua. Chịu thua rồi. Mọi hôm mình đi nào ơi, ăn lắm mà nhỉ. Dạ mấy hôm trước nó ăn kinh nhỉ. Mấy hôm trước mày ăn kinh lắm cơ mà. Cái chua. Cái chua. Mày ăn sao chua nhỉ? Cái này như thế nào anh? Anh nói ra mà. Mày chua lắm nhỉ. Chua. Ai bảo anh đổ nhiều. Mà cái này nó khác gì mắm tôm. Vậy nhỉ. Sao mặn thế em? Mình cho kiểu gì mà pha chế kiểu gì mà sao mặn vậy? Không biết đây là cái này là người ta pha chế. Không. Cái này là mèo mới ếch pha chế. Ở cái mì kia cơ mà. Mì ếch nấu ấy. Mặn thế, phải cho bột canh à? Cho gì đâu anh hâm à? Nào ăn đi em vào, đấy mọi người ạ. Đấy. Mắm tôm đây. Cố lên bịt mũi vào. Bịt mũi vào. Ăn đi, tao bịt cho, mẹ tao bịt cho. Thằng ếch kia là nó gần như là dị ứng với mùi mắm tôm mọi người ạ. Cho nên là ăn được. Rất chậm chạy. Mũi của thằng ếch nhiều, rồi. Bó đờm mới sao à? Mèo đã sắp hết và anh Ngọc cũng sắp hết. Đấy. Anh ngon lắm. Trời ơi, mỡ không có ếch thì ngồi ở giữa là hơi bị chật tưng anh ăn thử. Anh ăn xong chưa? Anh Ngọc ăn xong chưa? Xong rồi. Rồi, ngon. Anh mèo còn miếng nữa nè. Mèo ăn kiểu hưởng thụ nha. Ếch đấy gọi là hưởng thụ này. Món sang trọng nhất thì ăn phải hưởng thụ chứ đúng không? mùi khắm quá em ạ. Món tôm khắm lắm. Đi nhanh nhanh nha, ăn xong qua ăn xong rồi đi nhanh nha. Đi hôn gái. Đi hôn gái. Tôm ăn mắm tôm thì đi hôn gái. Rất chi là đẳng cấp. Thôi. Vô anh Ngọc. Phải nấu nước làm vô bắt à. Vô. Anh vô à anh. Vô anh. Để anh ăn xong ạ. em mà không ăn xong tí nữa này vẫn còn được. Động lại đi ăn với khác à. Gạt hết vào. Ui ồ, nhà mồm cho phòng to này. Ôi trời, dâu ria gớm nhỉ. Ăn xong mắm tôm mất rồi đâm dâu luôn. Mồm anh đúng như anh luôn. Ui sướng thế nhỉ. Ui ồ. Nhận anh thôi. Thôi, anh sắp xong mọi người ạ. Đâu, mày chưa xong nhìn mồm tôi đúng như này. Anh nuốt đi. Thôi cố mà nuốt đi em ơi. Mẹ bây giờ bốc vào phải chấp nhận. Hai anh giờ là cứ ngồi mà uống nước và hưởng thụ với mọi người ạ. Đấy. Được cái là nắm chai Coca to thế. Đổ đây. Đổ nước, tiểu nhị. Gì? Đổ đây. Mẹ mày hôm nay tao phải thành bồi bàn à. Cấm phun nhá. Mới có một trận đầu mà đòi thế bảo là em cố lấy 800. Mày thằng này nghĩ là không có em ạ. Nghị lực thì không ăn thua rồi. Nhưng mà nếu mà tí mà cho anh bốc vào mủ tạt thì anh ở đang nghĩ bịt mũi như thế nào. Bịt mũi. Vừa mủ tạt. Được chưa? Ôi thằng này nuốt lâu vậy. Được chưa? Ai? Anh đã xong mọi người ạ. Uống rồi. Thằng này nó đều anh ạ. Nó uống hết nước rồi nó cho thằng này uống đá. Chết. Ui ôi mùi mắm tôm. Kinh nhỉ, nó bốc mùi lên. Ôi. Mày làm gì vậy anh? Anh ơi. Uống nước nổ ra là thua ấy. Ôi luôn rồi, anh thua rồi. Chưa thua à? Không chơi nữa. Chết rồi. Ok mọi người nhá. Anh em mình diệt được một thằng không? Vậy là hiệp đầu tiên là một người đã thua mọi người ạ. Anh đã thua. Đây, giờ hiệp thứ hai. Nhưng mà để làm mất nước còn cho nó tỉnh táo. Đây để mình sẽ nhào đi. Đấy đúng rồi. Một cười nhỉ. Đấy. Rồi một mó thế. À, cái... Chết rồi, mù tạt rồi. Ui mẹ mè rang mày. Mè rang ngon thế nhỉ. Cái gì? Toi rồi. Mù tạt. Mù tạt là cái gì? Hạt tiêu Bắc. Hạt tiêu Bắc à? Mì tôm hạt tiêu Bắc mọi người nhá. Của Ngọc là nước mè rang. Mè rang luôn. Của anh húp xong. Mèo. Đổ luôn nhá. Hạt tiêu Bắc đổ đi anh ơi. Toàn mày nha vợ. Ui dồi. Ui cần ăn chua ấy. Chua? Ừ. Ui dồi. Mèo ơi cho anh xin nước kia nào. Nữa đi anh ơi, nữa đi. Mèo cho anh xin nước kia mèo. Đây cho anh. Đâu không, anh xin đi kia rồi. Ui giời, thi thoảng có mùi mắm tôm nó hấp vào. Thối thế. Ui giời. Như kiểu một cánh nhân tết luôn. Bà chơi mà. Ba. Quên. Bà ăn mì không bà ơi. Ê. Vừa mặn đấy. Ui giời. Đấy, đây nha mọi người nha. Anh ơi, ui giời, thơm lắm anh. Như mùi bánh nhân tết luôn. Anh ơi. Không ăn được cái gì nữa. Ôi, còn ngày chứ. Ôi, đợi anh kiếm 800 nghìn đi. Nào ăn đi. Từ chỗ ăn. Ui.
Ui ôi nhặn rồi. Ui hạt tiêu Bắc mọi người ạ. Ôi nó no, anh bổ thích ăn hạt tiêu Bắc mà. Ui ơi. Mày khéo lươn lẹo vậy. Khổ thật đi. Chua vậy. Ôi mèo gì chua vậy. Ui ăn xong rồi này. Của Ngọc thế nào anh Ngọc, anh ăn thế nào? Chua lắm. Ra nước mắt rồi. Cay. Ui. Chua. Chua. Chua ấy được à. Ai hổ đồ nhiều. Nè anh mèo ấy nó bỏ rồi. Nè. Đừng có kêu cơ. Cái này chắc là mọi người ạ. Cái này chắc là ai mà chạm vào đây là một cái chạm đây mình nghĩ là sẽ bỏ cuộc luôn. Ôi. Anh em ạ. Được bác ấy nó cay. Cay hơn ớt. Mày cho anh ít mì nữa. Mẹ chua quá. Đấy, phải như này mới đỡ chua này. Ăn như này mới thắng được 800.000. Anh ăn cảm giác như nào? Nó chọc tôi đến não. Xong rồi tới não. Có hai mắt rồi. Đến não cơ. Ôi, vẫn còn cọc này. Ấy à, được. Thế là anh mèo đã hết nha mọi người nhá. Cay. Đấy. Và mọi người ạ, tiếp tục trận đấu tiếp theo nhá. Mình sẽ đảo lên. Đấy. Rồi. Chết mẹ rồi. Ôi, xong rồi. Cái gì đấy? Xong. Ôi em phụ ta. Đâu phụ ta đâu. Ê, từ ớt ngon nhất mà không ai bốc được vào. Từ ớt ngon bốc từ ớt đấy. Phụ ta. Phụ ta ra. Từ ta ra từ ớt. Mù tạt cho mọi người nhá. Đâu phải cái gì. Ừ, ok nào. Đối ít lắm. Đấy nha mọi người nhá. Đấy cái này mình cũng không dám cho nhiều, nghĩa là cái này ăn về lâu về dài mà. Đấy khi nào mà no đến cuống họng thì thôi cơ mà. Ôi. Ở đây wasabi tô cụ đã ăn rồi. Mù tạt. Đúng là fan của Tokuda rồi. Mày cho anh xin cái kia thôi. Mình đây nha mọi người nhá. Nó đòi lên luôn này. Bây giờ mình sẽ chích cho anh ấy. Đấy cho mày thôi mọi người ạ. Ok. Anh nhìn đúng nhiều nó bãi phần đây rồi, quấy quấy này. Quấy lên, quấy đều lên. Quấy em ạ. Phải cho cái này vào ơi. Cho này không? Hả? À. Cho tí vào cho nó. Cho tí à? Hấp dẫn. Hả? À. Ôi, cho này vào nữa. Ôi, điên. Mẹ, thằng anh. Mẹ ơi. Đây, cho thêm một tí nữa vào. Đây, ôi, nhìn này. Ôi, mày giết anh thôi. Ôi dồi ôi. Đấy. Để đây luôn. Chém đi, chém đi. Xem như nào. Ui dồi. Ui dồi. Mẹ, anh nghĩ như phát này anh ngon rồi. Nào. Anh ăn đi nào. Nào anh mèo trộn đều chưa? Ờ. Trộn đều chưa? Nào. À, ui dồi, ui dồi. Ôi. Đây, đây. Từ từ, từ từ. Cảm giác của anh Ngọc như nào? Ngon, đúng ý của anh. Ý của anh không? Nào, anh mèo nữa. Ôi giời, đứng hình rồi mọi người ơi. Ôi giời. Xong rồi đấy. Tê. Ui, đặc sốc mọi người ạ. Bên này xin dầu. Không được thì anh sẽ bảo chịu thua anh hiểu không? Anh thua sao được? Không thua được à? Còn nhiều lắm, Ngọc thì ăn là hơi bị ok luôn mọi người ạ. Hết rồi. Sướng nhỉ. Chưa bao giờ vào cái kinh. Đấy. Ui ạ. Ui ạ. Ui, chết rồi, xong tiếp vào đây. Ui mắt. Anh không phải đâu em ơi. Okay. Không gian lận đâu em ơi. Anh chơi chuẩn lắm. Anh chơi gian lận thì lúc ấy thằng Bành nó bổ là anh bốc mẹ vỡ vá vẫn mày lịch tình. Nào được chưa? Ừ. Cay quá. Cay quá rồi, cứ uống nước đi. Đấy, Ngọc đã xong. Cảm giác của anh Ngọc ăn cái xì dầu như thế nào ấy? Mày lắm cảm giác thế. Anh nói lại cảm giác cho người ta nghe. Ui à. Ui anh mèo ơi, cố lên anh mèo ơi. Quay này anh nói cảm giác này. Đây. Anh mà khi mà ăn cái mì này thực sự rất là ngon. Xì dầu thì đúng là cái khẩu vị chính của mình rồi. Phê lắm anh em ạ. Đấy thế thôi, cảm giác thôi. Ê còn có một tí mọi người này. Anh ăn đi không? Cay. Cú cô cao. Cú cô cao. Cú biết đi. Vẫn còn thế anh. Ủa. Ở đây nhá. Mày chứng tỏ ăn được phết nhỉ. Mỗi mình thôi, mẹ mình khổ nhất rồi. Ăn hết đi anh. Làm những cái thứ không ngon. Bịt mũi vào. Và bắt bịt mũi vào. Bịt mũi nó sốc đến não thì nó. À.
ăn này. Đang phê. Đang mạnh kinh hoàng. Đang phê. Ơ. Đây. Đây. Anh rồi Bảnh ạ. Mày thèm đúng không? Cày. Đây đấy, được chưa? Mấy năm nữa mình không dám ăn mì tôm. Nó phép đấy. Ám ảnh rồi. Thằng chủ mì tôm mình nó phép. Đây. Ếch vừa là ăn một cái này mọi người. Rồi anh mèo xong chưa? Ui giời. Ôi trời ơi. Ok mù tạt mọi người ạ, tay luôn. Không có nhắc tới rồi. Sốc lên tận não luôn, mọi người không hiểu cảm giác khi ăn một cái này cực kỳ cay và nó sốc đấy mọi người nhá. Cái đấy thì ai cũng biết rồi. Thôi nào. Tiếp tục. Mình sẽ đảo đều đi. Ui giời ơi, ở ngoài đây. Được chưa? Rồi, nào thò tay vào. Mà nhận này đi. Thôi. Mà nhận đi. Mà nhận này à? Mắm tôm đi. Thì thôi mắm tôm rồi. Mắm tôm. Ôi mẹ rang, ôi trời ơi. Mẹ rang. Tao ngọc này nó chơi bẩn hay sao, chơi chuột, chơi đéo gì. Anh không bảo chơi bẩn. Mắm tôm. Trứng ớt. Ôi trứng ớt đỡ. Ôi rồi. Ôi trứng ớt. Thôi, một người tương ớt, một người mè rang. Mè rang nhá mọi người nhá. Cái này còn kiếm dài. Rồi nào. Anh đổ trước nhá. Anh đổ đi. Ủa con này phải rút kinh nghiệm. Ý tôi chứ nó chua anh hiểu không? Đấy. Rồi. Trộn. Đóng rồi cho anh. Đâu cái này em ấy ơi. Anh cứ thấy anh xịt tôi hay là anh thích đổ. Ờ. Thằng này đi đổ rồi. Đấy. Chơi lớn rồi. Đi em ấy rồi. Đấy. Thằng này thèm thức ớt rồi em ơi. Giờ sẽ xịt. Ok. Đổ lò luôn. Rồi. Ôi giời. Đó rồi. Mất miếng mì của tao rồi. Nhặt vào. Không sao cả. Đấy. Ôi. Ngon. Bên đây người. Ui, tí lấy mù tạt. Ui. Rồi tí này vào cho nó. Rồi tí vào cho nó. Phấn khởi. Đấy. Không ai vào mắm tôm nhỉ? Mắm tôm như cái này thì... Mắm tôm cái này... Tương ớt thì ngon nhưng mà... Tương ớt với lại mì tôm là đúng hợp luôn. Mày vứt mắm tôm đi anh. Mày anh không ăn mắm tôm đâu. Không, phải để yên nữa nó mới công bằng. Đúng rồi. Anh nghỉ luôn đấy. Ôi, đó lòm này mọi người này. Người cái này có vẻ hấp dẫn anh em ạ. Hấp dẫn anh em ạ. Cảm giác anh ơi. Ngon không? Cay cay ngọt ngọt. Cay cay ngọt ngọt. Béo. Nhưng mà nó dễ ăn hơn là cái kia đúng không? Đũa của mày gắp một tạt à? Nó ăn thấy một giọt. Nhầm đũa rồi. Anh giờ thèm lắm rồi mọi người ơi, nhưng mà anh đã thua cuộc. Không thèm. Cay phết. Ăn đi. Không thèm. Thứ này cay thế nhỉ? Ủa, thằng béo đều anh em ạ. Ủa, mít mù tạt rồi. Rồi đúng rồi. Mít mù tạt. Ôi. Như ai vậy? Nhầm cá bát. Nhầm bát rồi. Thần chúa. Đâu? Bát đây. Mù tạt đây, Vân Tính đây. Chắc có đũa. Đã mù tạt cho anh rồi. Đũa là nước bọt của em chứ làm gì có mù tạt. Chết dở. Đã làm đấy. Sai lầm lớn nhất. Nhưng mà nãy anh mẹ anh ăn cái cục này dài ngoằng, cục Tokuda dài ngoằng cơ mà. Rồi. Chịu thua ai? Cái. Uống nước. Thế là được 400.000 rồi. Nó vẫn lộn cái mùi tạp nước ở cay. Ở cay à? Đấy mọi người ạ, đây này. Mèo đã hết và còn rất là nhiều mì tôm nữa nha mọi người nhá. Mày nhá. Em đây rồi. Mày làm cái đồ cái mâm nó bé thì làm mâm to quá, anh ăn mãi không. Thì bao giờ người ăn cuối cùng được 800.000 ở. Thì tí mày ăn hết đấy nhá. Không. Một thùng nữa à. Một thùng ấy, một thùng mì tôm 30 mấy gói. Anh em cái này tí lại phơi khô đi xong rồi đóng vào gói. Mì khô. Anh em đi bán. Cố lên anh ơi. Vẫn còn đợt tay bạn. Không có bơm tiểu không? Bơm tiểu không? Trong tiểu cho anh xin cái đá không? Có cho thằng Bành mày uống không? Không. Uống vào cái cốc này nó có mùi mắm tôm tí nhất. Ui giời. Có thịt lợn luôn. Bột não. Ăn hết đi ông ơi. Ăn hết đi. Cái dừa ớt giống dừa ớt mình mua ngoài quán cháo cay ấy nhỉ. Thế sao cơ bộ là ngọt ngọt cay cay. Ôi trời ông ta. Cụ mới ăn vảy mù tạt xong bắt đầu cụ ăn thứ ớt vào. Nó sông. Còn ít đây anh ạ. Cố lên. Đá thì gặp mất đấy. Đấy. Mày của anh với ai? Cái thằng này láo. Thế là ok nhá mọi người nhá. Thế là mèo đã ăn được hết mì tôm này, anh Ngọc cũng đã hết. Cả ít luôn. Ở đây. Tiếp tục đây nhá mọi người nhá. Láo nhỉ. Nào. Láo rồi. Mắm tôm nhá.
anh Ngọc có mắm tôm. Thò tay vào đi anh ơi, không được nhìn nhá. Tôm anh Ngọc, mắm tôm. Con đã từ từ xuống mắm tôm rồi. Ê, người to thế nhỉ? Anh ơi, nhanh lên anh ơi. Người to, sợ to ấy. Rồi. Mẹ rồi. Mắm tôm. Chết mẹ rồi. Nhờ gần nè. Ê, cái đấy. Mắm tôm. Anh ơi. Rồi khóc rồi. Ôi ôi. Đây anh mèo mọi người ơi. Anh mèo là mắm tôm nhá. Anh mèo tuyệt vời. Cố lên anh em. Cảm giác anh ơi. Anh đọc tiêu chí cảm giác của người nào. Giờ như thế nào rồi? Mày chịu thua đi. Chảy hết nước mũi rồi này. Ui mẹ nó dương cờ. Ui ôi. Rồi mấy nước mũi. Cảm giác khi bốc một mắm tôm bơm anh ơi. Cái anh thua bơm bơm đi. Đã... Anh mì đi anh ơi. Bơm đi. Đã phê lại càng thêm thế anh em ạ. Rồi, của Ngọc đây mọi người nhá. Thôi còn anh xin luôn rồi. Của mèo đây mình nghĩ chắc phát này là tỷ lệ mà không ăn được nữa là cho đến 80% là 80% là sẽ cơ hội thắng cuộc dành cho Ngọc. Thằng ếch đồ không ăn được, nhưng mèo ăn rau được. Nó mèo ớt này, mù tạt này. Mèo anh là... nhẽ thằng này bụng trâu à, đúng không? Mèo ở một phương trời khác rồi. Mày thua rồi, ừ, chắc chắn anh sẽ kiếm được 800.000 rồi. Ơ, cái đũa rồi. Mày. Nào. Ui sao nó cho nhiều này? Ít. Thôi cũng được. Đang đói. Cố lên anh ơi. Thử cảm giác con thằng ếch em ơi. Ui. Ui anh tiếp tục nhá. Ấy, mọi người cái nó ngon quá Ngọc cứ thế thôi. Ui giời. Ui giời. Nào. Đây là anh mèo nhá. Cho tí này vào cho nó. Ấm áp tình người. Ôi giời ơi, sánh ơi. Ui giời. Nào tí không? Từ từ. Đào lên chứ nào. Cho à? Ui dồi. Ui dồi. Ây cơ được cái lúc ấy mày tợn hơn. Mày trộn đều đi anh. Nãy nhiều kinh. Chơi cái này giây phút này rồi mày còn. Đây mọi người này. Nãy mày cho nhiều ấy. Ui sợi ơi. Ôi xong trộn đều lên không được ăn như thế. Anh ếch mày trộn đều lên nào. Nick ôi. Sánh còn quần áo rồi nó hơi lắm. Thằng Nick đổ đi. Như vậy là không ăn được rồi. Trộn đều lên. Ai hổ ăn vậy. Trộn đều lên. Đấy mà có phải. Đây có màu đấy. Đấy có màu tím. Anh bảo màu tím đẹp đấy. Đây bảo màu đều. Đây bảo màu tím của anh đẹp. Ngon. Ngon. Ngon thế. Thằng Ngọc có may đấy nhỉ. Chết rồi, thua Ngọc rồi Ngọc. Ấy mắm tôm lên mọi người. Tao cắt thấy không quay nhá. Tao chưa bẩn đi. Tao bảo tao chưa bẩn đi. Ai bảo chưa bẩn? Mày lúc nãy vừa bảo tao cắt giấy chưa bẩn. Chơi dơ, không bẩn. Chơi dơ. Ui ơi. Ui ơi. Ngay chưa nào. Luôn chưa, luôn chưa. Xong rồi mọi người ạ. Thế là mèo là dừng cuộc chơi, nôn là dừng cuộc chơi đấy. Ui Ngọc này còn ăn này. Ừ. Ngon mọi người. Không, như thế nào anh ơi? Cái mùi vị như thế nào? Thôi quay em ạ, thôi. Thôi kìa. Mẹ nãy em phải cố. Thế là thằng anh đã được bát. Tại vì đây là mắm tôm sống. Nãy em gần ăn hết rồi. Nên là mùi nó rất là hắc. Nãy em ăn hết thì anh Ngọc thua rồi. Nó thối, nó còn tanh nữa. Ui anh Ngọc mà nôn hơn này thua này. Thua làm sao được. Ui ơi. Rồi. Thế là đã tìm được ra người thắng cuộc mọi người nhá. Yeah. Đấy, thắng cuộc anh em. Giải nhì. Giải nhì được một miếng kêu giải nhì. Ui đấy con này. Đấy mọi người ạ. Thì cái cuộc thi là. Ui đừng. Thôi. Mùi hắc này. Kinh. Cái cuộc thi là giờ là đã tìm được ra người thắng cuộc. Anh Ngọc 2, 4 này, 6 này, 800.000 thuộc về anh Ngọc gì nhá. 200 chứ. Hai gì? Nãy em bảo mình đã phổ biến từ đầu là chỉ một giải nhất, không có nhì ba biết gì nhá. Ếch nhì. Đúng là cái chiêu knock out gọi là ai mà ăn vào mắm tôm phát là thua luôn. Đấy. Giải knock out, giải từ đầu luôn, ếch làm phát. Rồi cho người lại lần cuối, đã tiếc nuối. Thôi mình ra thử thách mà. Ôi mọi người, cái video của mình xin tạm dừng tại đây nhá mọi người nhá. Mọi người nếu mà có cái thử thách gì để cho anh em thì mọi người hãy comment xuống bên dưới để mình thực hiện cùng với anh em nhá. Giờ thì xin chào tất cả mọi người nhá. Chào tất cả anh em nhá. Chào tất cả anh em nhá. Chào anh em nhá.